mà riêng ta sầu nhớ lâu rồi. Vâng, điện tử Cao Phong xin chào các bác và anh em. Tiếp tục hôm nay, điện tử Cao Phong lại lên sóng cho các bác những tuyệt phẩm để các bác ghép vào cái cấu hình âm thanh nghe nhạc và hát karaoke. Đó là những chiếc lọc xì DBX, model là 2231. Đây là bản cao cấp nhất của DBX và những chiếc lọc xì này hot nhất mọi thời đại luôn. Tại là sao em nói hot nhất? Bởi vì đây là con cao cấp lọc âm cực kỳ hay và vô cùng bền, chống sôi cắt sôi tuyệt đối luôn. Các bác ráp và dàn âm thanh nó không có một chút sôi ù xì nào, rất là tuyệt vời. Những con lọc xì các bác đang dùng, các bác ghép vào, khi các bác dừng nhạc lại, các bác mở nhạc lên thì nó là át đi, nhưng các bác dừng nhạc lại thì nó có tiếng ù hoặc là nó sôi ra loa. Nhưng những con này nó cắt sôi cực kỳ là tuyệt vời, cắt sôi tuyệt đối, cắt sôi hoàn toàn 100% luôn. Kể cả các bác ráp vào mọi cấu hình âm thanh từ gia đình đến các bộ âm thanh sự kiện công suất lớn, nó rất là tuyệt vời. Và em đã bán cho các bác những con lọc xì hàng lướt đẹp, cực kỳ là đẹp như này cho các bác những năm vừa qua, từ những năm 2017 đến bây giờ. Rất là nhiều các bác dùng và đánh giá cực kỳ cao, và chưa một con nào phải dùng đến chế độ bảo hành, chưa một con nào trục trặc hỏng hóc, phải nói là cực kỳ bền, rất là bền. Chứng minh cho các bác, những bác nào đã dùng những con này của em rồi thì các bác comment ở bên dưới video này cho để thấy là cái chất lượng của con này nó cực kỳ tuyệt vời luôn. Em nói có sách và mách có chứng. Các bác nhìn nhé, đây là cái bản cao cấp nhất của DBX. Nó hàng chuẩn, lọc âm thanh hay, hình thức đẹp, độ bền cao, chống sôi cắt sôi rất là tốt. Đấy, các bác nhìn nhé. Khi mà trên thị trường bây giờ nó có rất là nhiều cái con nó nhái giống như này, bán cực kỳ rẻ. Như các bác đã thừa hiểu là ngon bổ thì không bao giờ có rẻ, mà đã rẻ thì không bao giờ có bổ. Nên là tiền nào của đấy, các bác mua những con lọc xì hàng nhái nó rất là rẻ trên thị trường. Chưa nói là những con mạch dán nhé, chỉ cần nói những con hàng nhái nó thiếu IC, chất lượng nó đã khác rồi. Những con mạch dán thì nó cực kỳ là càng tồi và nó lại càng rẻ. Nhưng tiền nào của đấy em khẳng định với các bác không bao giờ có ngon bổ rẻ. Nên trong clip này em sẽ phân tích cho các bác, khi các bác bỏ đồng tiền bát gạo ra các bác mua thì các bác được những gì, và các bác phải phân biệt được là cái độ khác của nó, cái chất của nó khác, tiền các bác bỏ ra nó xứng đáng. Các bác dùng những con hàng xịn này, các bác chỉ cần xoay cái volume này, nó có bi, nó rất là đều tay, nó không bị chặt, không bị lỏng, không bị giật khục. Các bác nhìn này, nó rất là đều tay. Đó, cái nào cũng thế nhá. Đây là cái volume chiết áp. Các cái nút này các bác khi nhận hàng, các bác không cần phải chỉnh gì, em đã chỉnh sẵn cho các bác rồi. Không cần phải động đến các cái nút này, mà các bác chỉ cần chỉnh các cái cần gạt này. Thì tất cả các cái con lọc xì khi test xong gửi đến các bác là em đã để ở mức giữa cho các bác nhé. Còn về các bác có thể dùng các cái giải 10 cần 1 là giải check, 10 cần 1 là giải trung, giữa là giải trung và 10 cần này là giải bát. Thì các bác chỉnh như nào tùy ý các bác, nhưng có nghĩa là các bác chỉnh đủ thôi. Con này cái check bát của nó lên cực kỳ mạnh. Đây em test video em còn phải giảm đi rất là nhiều. Cái check này các bác nhìn này, đó em phải giảm đi rất là nhiều, chưa cả lên đến mức giữa luôn nhé. Đó. Và khi các bác dùng hàng xịn, các bác chỉ cần phân biệt này, các bác đẩy tay vào cái cần gạt này, nó rất là chuẩn, nó lên rất là đều, lên xuống rất đều, không bị giật khục. Đó, nó không bị giật khục. Như con lọc hàng nhái trên thị trường thì các bác có thể du đoạn này rất là chặt. Đấy, du đoạn này có khi nó rất là lỏng, ví dụ thế, nó không đều. Như cái con này nhá, các bác du từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, giữa nó có một cái khớp ở giữa. Đấy, nó rất là đều, rất là mượt, có độ chính xác cực kỳ cao. Và bên ngoài các bác nhìn cái nước sơn của nó này, nó rất là đều, khôn hơn rất là nhiều, nó đậm. Còn này là màu đen sẫm, nên các bác rất là dễ ghép với mọi cục đẩy. Đa số cục đẩy trên thị trường nó là màu đen, thì con này nó là bản thân nó là màu đen sẫm, nó rất là đẹp. Hai dàn đèn nháy này, khi các bác muốn cái đèn dài nháy này nó đỏ này nó chớp thì các bác vặn cái volume này nó xuống về không. Còn nếu các bác để giữa này thì cái dàn đèn xanh ngoài nó nháy, còn dàn này nó không nháy các bác nhé. Lưu ý như nhiều bác hỏi là tại sao em test video này nó nháy. Khi nó các bác muốn nháy thì cái volume này nó là volume nén tiếng, thì các bác giảm xuống về không như này, hai cái này. Còn hai cái này là âm lượng to nhỏ như hai kênh rồi, không nói.
thì cứ để 12 đến 1 giờ như này. Còn cái volume này các bác, nếu các bác muốn nháy cái đèn này thì các bác giảm nó về không. Còn nếu các bác để giữa này thì nó không nháy cái dàn này mà nó chỉ nháy dàn này. Đấy là điều bình thường nhé. Cái này là nút do các bác tinh chỉnh thôi. Còn mọi cái nút này là khi các bác nhận hàng là các bác để nguyên cho em, không phải chỉnh cái gì cả. Bởi con này cắt xôi cực kỳ tốt. Và tiến vào cái nội thất bên trong các bác nhìn nhé. Phân tích là tiền nào của đấy. Đây các bác nhìn này. Đây là vỉ mạch phụ. Các bác nhìn nó chất từ cái vỉ mạch phụ luôn. Nó đều có IC lọc nguồn từ trên xuống dưới hai cho hai vỉ này. Và tất cả các dây rắc cắm nguyên keo nhà sản xuất hết. Con này nó là dùng lướt đẹp keng luôn. Đẹp gần như mới, rất là đẹp. Và zin tuyệt đối, zin từng con ốc, zin từng vỉ mạch. Và nối liền giữa vỉ mạch phụ và vỉ mạch chính bằng hai cái sợi dây cáp rất là dẻo này. Rất là dẻo, dây cáp xịn nhá. Đấy, truyền tín hiệu âm thanh và tín hiệu xử lý tín hiệu rất là tốt. Còn nếu hàng nhái cái sợi này nó cứng, nó sẽ cứng. Đấy, như hàng xịn của nó rất dẻo. Các bác nhìn cái vỉ mạch phụ của nó đều là IC đóng chân hết từ vỉ mạch phụ. Chạy hai nguồn tăng phô. Đó các bác nhìn nhá, hai nguồn tăng phô riêng biệt cho hai kênh nên là điện áp rất là đồng đều và ổn định. Vỉ mạch dưới cũng có tụ lọc nguồn. Và quay sang vỉ mạch chính, các bác nhìn này, IC của nó này, các bác nhìn đẹp chưa? IC lớn, đóng chân, chứ không phải là dòng IC dán các bác nhá. Đó, nó giá trị này. Cái dùng cái mạch IC dán nó rẻ hơn tiền triệu, em khẳng định thậm chí còn hơn 1 triệu. Nhưng mà cái chất lượng âm thanh của nó rất là tồi và nó rất nhanh hỏng. Nhưng dòng IC đóng này nó cực kỳ bền. Cái nhất, cái thứ hai là nó đủ IC. Các bác nhìn tất cả các vị trí nó không thiếu một vị trí nào IC nữa. Các bác nhìn nhé. Đếm cùng các bác, em đếm cùng các bác là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 con. 24 con IC cho một vỉ. Vỉ dưới 24 con là 48 con IC. Rất là giá trị. Đấy, các bác thấy tiền nào của đấy nhé. Các bác mua thì các bác phải được kiểm tra 100% hàng như này. Các bác nhận hàng đấy, kiểm tra thoải mái luôn. Độ bền con này em khẳng định với các bác, bền vô đối luôn, bền cực kỳ bền luôn. Bán cho các bác từ năm 2017 đến bây giờ, phải nói là tính trên hàng nghìn con như này. Nhưng mà chưa một con nào sự cố, chưa một con nào trục trặc, khẳng định với bác luôn. Thì là bác nào đã dùng những con này, theo dõi kênh của em đã dùng những con này, những đã mua những con này, thì cho em một like, một chia sẻ, một comment. Phải nói con này cực kỳ đỉnh luôn. Chất lượng âm thanh của nó sạch sẽ và rất hay. Còn đây là phía sau. Thì các bác nhìn này, DBX này. Đó, model DBX này. 2231 này. Margin USA. Đó, các bác nhìn nhá. Đó, đây là các cái đường vào ra bằng rắc Canon 6 ly chân kẹp. Có cái ở đây đủ hết cho các bác. Và con này nó rất là khỏe. Nó 24W. Đây các bác nhìn 24W. Nên các bác có thể dùng với mọi cái cấu hình âm thanh, từ gia đình đến đi làm sự kiện. Kể cả các bác dùng sự kiện con này cực kỳ đỉnh luôn. Tất cả các dòng lọc trên thị trường bây giờ mà các bác dùng gia đình, hát karaoke, các quán cà phê, có nghĩa là mọi cái cấu hình âm thanh để karaoke cũng như đi làm sự kiện, không một con lọc nào qua được con này. Khẳng định mấy bác, kể cả nhiều con giá có thể là gần bằng con này nhưng mà không một con nào chất lượng nó bằng này. Phải thực sự công nhận là cái con này đến bây giờ khẳng định với các bác là dùng cực kỳ là tốt, cực kỳ là bền mà tiếng hay, sạch sẽ, nó được mọi ưu điểm luôn, được mọi ưu điểm. Phải nói giá trị những con lọc DBX. Đấy, thì hôm nay em sẽ làm video bởi vì một lô này nó về được 30 con. 30 con các bác nhá. Hẳn còn ngoài kia. Khẳng định với các bác là 30 con em bán nhanh trong một nốt nhạc. Nên là các bác nào muốn sở hữu những con lọc xì chất lượng như này thì liên hệ với em. Số điện thoại 077-22-60096 hoặc 036-872-4218. Cả hai số em đều qua Zalo. Khẳng định với các bác, con này cứ về cái là lại nhỡ, lại hết hàng, lại nhỡ, liên tục nhỡ. Nên các bác nào mà muốn dùng lọc xì dàn âm thanh của mình hay thì có liên hệ với em để sở hữu cho mình một con lọc DBX như này. Nó cực kỳ chất lượng. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video.